Em mến chào cô chú anh chị và các bạn vào buổi trưa ha. Thì hiện tại bây giờ là cũng 10 giờ trưa rồi. Em vô gò để tưới nước cho cái đám ngò rí của em á cô anh chị. Tại vì đám ngò này mới tưới phân chiều hôm qua nên sáng em tưới cử rồi, giờ tưới cử nữa. Nếu không tưới kỹ là nó sẽ cháy lá nha cô anh chị. Thì cà pháo của em nè. Cà pháo hôm nay phát rất là ok ha. Thì ngò này hổm giờ em cũng chưa có tưới phân nữa. Mới tưới cử đầu tiên luôn. Mới tưới cử đầu tiên nên cho nó xanh xanh nha, hổm này bỏ nó vàng kè. Nó cà pháo nói chung là khá là ok nha ông chị. Rồi thì sẵn đây em thấy bà con đang cắt cải nè, nên em ghé quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem giải trí nha. Đám cải cũng khá là rộng của ông chị. Cải thì rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị còn xem. Cái chỗ này hình như còn thấp nên người ta để lại, người ta cắt chỗ nào cao trước nha. Thì hiện tại bây giờ là cải thì nó chỉ có 3 ngàn một ký thôi quý anh chị ơi, nó không có cao. Hổm thì 5-6 ngàn chứ này chỉ còn có 3 ngàn. Bởi vì cái lúc nó không có cải thì nó giá cao, còn lúc có cải rồi thì nó rẻ nha anh chị. Để mình đi ra để mình quay cho cô chú chị các bạn xem mấy bà cô đồ bà cắt cải nha. Ngò thì nói chung nó lên gì cũng khá là ok rồi. Con cái hôm nay nó bị vàng, chưa có tưới phân, em lúc em xạ là không có lót gì đó con chị, không có lót gì đó nên mới rải phân từ cái chiều qua vàng vàng, muốn chưa ăn phân mới rải qua chưa có ăn phân, nhưng mà có mấy cây cà pháo thì nó phát ha. Đây là lúa của em nha con chị, lúa cũng sắp chín này nè, này giống 5451 nha. Cải này bữa nay cắt bó lọn chứ không có chất kết nha mọi người. Hôm giờ thì nói chung là chất chất kết không à, này bó lọn. Dạ. Đăng lên kênh YouTube. Giờ mở YouTube mừng vô công là có à. Cải rất là rộng như cái gì. Nói chung bữa nay nhiều chỗ cắt lắm nên chỗ chừng vài chục người à, không có nhiều, mười mấy chục người. Ghi chữ YouTube á, vô cái mục đỏ đỏ YouTube trên truyền hình á, ghi mừng Gò Công là nó nổi tên con ra. Đó, vô truyền hình đó, hay điện thoại gì cũng vậy. Đây là cảnh cải ở quê em nha mọi người. Bữa hổm có mấy dậu kia gần cả trăm người luôn cả. Trời đông vui lắm, dù che đã lắm. Còn hiện tại bây giờ trời có mây nè nên ít có che dù. Hello ông Bảy, bữa nay cắt cải nè hả? Ghê ta, trời ơi cắt cải ngày nào cũng đi hả? Ngày nào cũng đi con. Qua trời, ngày Mua nào gạo ăn. mua gạo gì, thấy ông mua vàng đeo ngón tay đỏ láo lối được à. Có này là người ta cho. Vàng mà ai cho, vàng 7-8 triệu chỉ mà cho. Ông Bảy không nói vàng này là ngồi lửa, chừng nào mà đứng lửa nó là vàng riêng nó vậy đó. Đi cắt cải không mà mua nhẫn ghê không phải dữ thiệt. Dễ cho nó dễ cho bà cho. Ghê hả? Qua rồi. Bà cho. Dữ 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 đi cắt cải có ghệ cho vàng luôn ghê đi. Hổm đi đi tay không, bữa nay có đeo chiếc nhẫn gặp bén không? Tha thánh soi mà thánh soi thấy chiếc nhẫn liền đốt chiếc nhẫn liền. Qua dữ. Ghê không? Thằng nhẫn làm kỷ niệm luôn. Rồi không vàng lên giá mình hỏi con gì không lụm. Ông không tặng người ta mà người ta phải tặng người chứ phải. Ghê, yeah. Bậy có giá quá. Ông không phải có giá mà ông phải ăn này khổ quá. Khổ quá. Căn cỏ rụng hết rồi. Cả thương, cả thương cho. Phải không? Ghê. Cho về đừng bán đồng răng nữa. À, bán đồng răng đó. Ông thấy đeo vàng chứ phải ông để lại đeo sao là để lăn sống đó. À, thà để lăn sống, chứ để trồng lại thì nó ăn cũng cộm tới cộm lui không mất tiền. Vàng lại không có nữa. Cái cặp có đóng cái đóng này bỏ nha. Bà giá còn giá chính cũ ở đâu? Ở đây còn chính cũ này cậu có qua. Có không? Đó rồi trời ơi. Bữa nay chắc nè. Bỏ đi, trời đó cơm chín đó hả? Bỏ đâu có
Nha mọi người, bự không, con lớn. Thứ hai đám con gì, đám dưới nè. Đám dưới hình như xả sao đám trên ngày hai ngày á. Chơi một mình quýu luôn hai ông luôn hả? Sao? Rồi, hai ông vậy chắc không kịp một mình gánh. Ừ. Ghê thiệt. Dạ quá, chở mình. Ngày nào cũng như ngày nấy, đen cảnh vậy nè. Mây đen rồi đó. Số 4. Số 4. Tâm kiến thô rất nhiều. Đâu ông này ông dữ dằn lắm, ông này thấy ốm ốm rồi rồi vậy chứ hàng dữ. Ê, quên, ốm ốm rồi rồi với gánh dữ. Thôi còn không? Nãy quên nói lộn, nói ốm ốm rồi rồi mà hàng dữ, lộn, gánh dữ. Gánh dữ, quên nói lộn. Anh Vải mà, anh Vải ốm ốm rồi rồi ghê lắm. Có sao không? Ừ.
Cái này về nghỉ cánh khải quá. Chắc cây kết cái bội bên 40 mấy 50 ký tới không à, bảy gắn vô dùng cái tâm ký rồi đó, gần cái trăm 45 chừng gây ha, là tâm hoài. Hồi đó gánh là dữ lắm, 70 hết gai, giờ ém này vô tâm có 90 rồi, quá trời gánh gánh đây qua bển cho cũng cả 100 mấy mét hả, 100 mấy à, còn mấy chỗ xa hơn sao, cây số không? Còn cây số mà tha một gánh vậy có nghĩ ra đằng nào không? Trời ơi trời. Ghê. Vậy cô ba phải xa cải rồi hả? Còn không? Cô ba xa cải rồi hả? Ừ đó. Bởi rồi nghe nó rung té rung. Thì bên đó có chú Sáu rồi chứ đâu. Thì bên ban đó có chú Sáu đoạn đi, chú Sáu cũng gánh có giữ nhiêu đâu, chú Sáu cái dọn què mà cái dọn què không gánh có nhiêu đâu. Nãy giờ 100 vậy chắc là 120 đi, nó ít vừa rồi đây. 120 được chứ 100 gánh thì nặng à. Trời ơi. Cái gánh công vòng vậy ghê vậy. Cái gánh gì muốn xuống tới đất rồi cả. Má mày để hư cái gánh ổn luôn á. Trời ơi. Ghê ghê thiệt chứ. Đây nặng chạy vòng bờ kinh chạy xuống tới cái nhà đằng đẵng là cũng 100 mấy mét. Nghe nó rắc gì thấy ghê vậy trời. Quá trời. Nó ghê thiệt. Gánh xuống tới cái nhà nhưng con chú gì. Ra tới bờ kinh bờ băng xuống đó đó. 100 mấy mét. Đây là đoạn đường gần nhất. Còn đà khỏm là quay cái nhà đó đó. Lúc về đó là gánh chạy lúc vô cũng vô nhà, trong nhà đây luôn. Ở dưới đường đó là muốn gần cả cây số quá. Vậy mà mấy ông gánh nặng trăm cái chạy ghê lắm. Đây nè, những danh thủ nè. Vậy chứ gánh ghê lắm. Bên này công ít nên một hai người chốc một người gánh chứ bình thường là chạy xi khối luôn. Mày tới nữa. Rồi thì bây giờ em sẽ đi tắt mũ tưa về cũng như vậy. Mày tới rồi. Đây là tưới qua cái ngò này lo đi nối dốc nối sàm. Thì nói chung ngò thì em cũng mới xả đây thôi. Lên trời ơi. Chỗ này sao ốc ăn thì trống lắm. Nhưng mà cà pháo cà pháo này ra độ cũng khá ok. Khoảng cách em trồng mét mét mấy thôi chị thấy không. Chuyến rồi em trồng có 300 cây mà nó mất hết ráo rồi. Chuyến này thì sao mà nè, nó heo cái đoạn nhưng mà cái nứt nó ra nhiều nha anh chị. Nó ra mấy nhánh dưới. Chuyến này em trồng 600 cây đó. Nên anh chị thấy nè, khoảng cách nè. Từ đây là mét mét mấy cây à. Chiều này em vô em bơm Atonit cho nó, để cho nó dọt. Mới tưới phân qua. Hôm nay dạng khè tưới phân vô rồi. Tưới phân vô rồi nó chưa có ăn nữa.
chuẩn bị các bạn thấy trồng ngò sen cà pháo ha. Nãy giờ tưới rồi bỏ đi luôn nè. Giờ tắt. Giờ tắt máy rồi dắt máy về chứ mây tới rồi. Tưới cửa này là xong nha con gì. Mấy cái cà pháo để em phát ra con gì không? Đã luôn. Rồi thì bây giờ em cũng xin tạm thời kết thúc video tại đây nha con chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào video tiếp theo của em nha.